Ngày 4 tháng 1, một lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị vừa có văn bản đôn đốc các đơn vị doanh nghiệp khẩn trương hoàn tất nộp nợ động bảo hiểm xã hội. Toàn tỉnh có 130 đơn vị nợ bảo hiểm xã hội khó thu với tổng số nợ hơn 37,5 tỷ đồng. Trong đó có một số đơn vị nợ số tiền bảo hiểm xã hội lớn kéo dài như công ty Nam Nung nợ 89 tháng với số tiền hơn 22 tỷ đồng chi nhánh tài nguyên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 508 nợ 147 tháng với gần 3,6 tỷ đồng. Công ty cổ phần Đông Bắc nợ 100 tháng tương đương gần 1 tỷ đồng. Kết quả kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật về lao động, tình hình chi trả tiền lương cơ bản các doanh nghiệp không nợ lương người lao động. Một số doanh nghiệp do gặp khó khăn có nợ lương nhưng đến cuối năm đã trả đầy đủ cho người lao động. Về tình hình sản xuất của các doanh nghiệp, mặc dù vẫn còn gặp khó khăn, nhưng nhờ các chính sách hỗ trợ kịp thời nên hầu hết các doanh nghiệp đã hoạt động bình thường. Ngoài một số doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất do thiếu nguồn nguyên liệu đầu vào, thì phần lớn các doanh nghiệp của tỉnh vẫn duy trì, bảo đảm việc làm cho người lao động. Một lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Nông cho hay, những đơn vị doanh nghiệp làm ăn khó khăn dẫn đến nợ động Bảo hiểm xã hội kéo dài. Chúng tôi đã thành lập đoàn công tác đến tận nơi để đối thoại nhằm tháo gỡ khó khăn với các doanh nghiệp. Tuy nhiên tới đây nếu các đơn vị này còn chây ì không chịu đóng nợ, nộp phạt thì chúng tôi sẽ chuyển hồ sơ sang công an để xử lý theo quy định của pháp luật. Vì lãnh đạo này cho hay. Theo lãnh đạo bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk, năm 2022 toàn tỉnh có 13 doanh nghiệp có khoản nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp lớn với số tiền hơn 84,2 tỷ đồng. Trong đó công ty cổ phần đường bộ Đắk Lắk nợ hơn 6,1 tỷ đồng. Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng công trình 1 hơn 3,8 tỷ đồng công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Đồng hơn 1,5 tỷ đồng, công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn xây dựng Việt Khôi hơn 1,6 tỷ đồng, công ty cổ phần xây dựng điện VNECO8 hơn 1,8 tỷ đồng.